Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Trân trọng gửi đến các bạn trích đoạn từ tác phẩm lính trường Sơn của tác giả Không Yến Phương mang tựa đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Nậm Ta Lê. Mặt trời gần tròn bóng. Đoàn xe vừa tới khu tạm dừng. Tôi bước tới chiếc thứ hai. Chào đón tổng tư lệnh có các anh đồng sĩ Nguyên và Đặng Tính đi cùng. Khách vào lán tạm nghỉ bên bờ suối. Công vụ bưng thau nước tới. Đại tướng khẽ hỏi đồng chí để tôi xuống cầu phao được chứ anh chiến sĩ lúng túng đỏ mặt tôi đứng bên vội đỡ lời thưa được ạ à? nhưng để đồng chí ấy xuống trước xem lại đã tôi muốn làm động tác chứng minh sự an toàn để người cán bộ bảo vệ đi theo khỏi ngại tổng tư lệnh cười nhẹ nhàng nói anh em vẫn dùng hàng ngày mà ông thong thả bước từng bậc xuống cầu phao chăm chú nhìn những nút lặt mây buộc thanh vịn những đoạn tre ngà vàng óng ken mặt cầu mấy giò phong lan hoàng điệp rực rỡ ông khỏa tay xuống dòng nước trong veo mát lạnh ngước nhìn mặt xuân thoáng rộng quay sang người cán bộ đứng hộ tống bên cầu đồng chí mần chi ở đơn vị già dạ, báo cáo đại tướng tôi là xê trưởng ạ đồng chí người bố trạch phải không người cán bộ công binh mở to mắt như một sự bất ngờ đến lạ lùng dạ dạ đúng ạ à. đại tướng mỉm cười anh em khéo tay lắm chiếc cầu vững chãi rất đẹp đơn vị mới làm đón khách phải không dạ dạ làm từ trước những nút lạc việt đeo các bậc lên xuống đã mách bảo tôi rồi cảm ơn đồng chí muốn tránh cho khách khỏi áy náy đã từ lâu tôi nghe và đọc sách báo trong nước thế giới ca tụng tài năng quân sự và nhãn quan chiến lược thông tuệ của đại tướng võ nguyên giáp tôi cũng đã chiêm nghiệm gần ba chục năm chiến đấu thực tế hiển nhiên đó buộc ta không thể hiểu khác nhưng hôm nay được chứng kiến vị thống lĩnh quân đội có thái độ trân trọng công sức của quần chúng lại rất thông cảm tâm lý con người việt nam trong bộ quần áo lính tôi chợt nghĩ ông đã nhìn chuyện đời và lòng người bằng con mắt của sử gia dân tộc chứ không bằng cách nhìn của ngài tổng tư lệnh một ấn tượng mới về ông mãi hàn đậm trong tôi sau nghỉ trưa đoàn đi về hướng ngã ba lùm bùm tới đèo cốc mạc đại tướng ra hiệu ngừng xe để quan sát địa thế con đường bị địch ngăn chặn quyết liệt tổng tư lệnh đi vào trận địa cao xạ ngay đầu trọng điểm ông đến từng khẩu đội xem xét cách bố trí thăm các chiến sĩ và nghe anh tiểu đoàn trưởng báo cáo trận đánh có hiệu quả nhất tại trọng điểm này tổng tư lệnh hoan nghênh cách ứng dụng sáng tạo chiến thuật đánh tiêu diệt trong hoàn cảnh địa hình cụ thể bám sát mục tiêu bảo vệ giao thông vận tải ông bắt tay từng cán bộ chiến sĩ họ cứ ngây người nhìn khuôn mặt đôn hậu gần sát bên họ tôi thoáng nghe tiếng líu díu. đại tướng nắm tay tớ ông cụ nắm đến chặt cậu ạ à. thì ra những người lính rất tinh tế họ hiểu tấm lòng cấp trên qua cái bắt tay đến ngã ba lùm bùm, xe quặt theo đường 20A. Đoạn dốc trà là bị đánh quyết liệt nhất trong mùa khô 1971 đến 1972. Suốt hầm 4 giờ có từ 12 đến 15 tốp cường kích và B-52 dội bom liên tục, kéo liền 62 ngày đêm. Cả vùng đồi núi hơn 100 km vuông chốc lốc, hàng chục vạn hố bom ke nhau khoét thành những ao hồ đặc nước. Ngọn phu la nhích đột ngột nhô cao, đường vượt đèo đỏ đọc ở xa trông như tấm vải hồng vắt lên đám mây đang bồng bềnh trôi. Hàng vạn thân cây cụt ngọn lô nhô tựa một rừng giáo mát dựng ngược. Tiểu đoàn 33 công binh đã cố dọn dẹp cho giảm bớt độ căng thẳng nhức nhối. Xong những xác xe cong queo, những chiếc cabin, bệ pháo bẹp rúm, thùng phi cháy ngổn ngang đã nói rõ cả. Đoàn xe lên tới đinh đèo, chỗ có ba đường vượt sông Ta Lê, một chiến sĩ gái quán phục màu rêu bước ra phất mạnh lá cờ hiệu chỉ đường xuống ngầm tổng tư lệnh mở cửa bước tới bên chiến sĩ gái cô xứng người lúng túng đưa tay lên vành mũ cháu cháu chào đại tướng ạ à. tổng tư lệnh đáp lễ bắt tay cô chiến sĩ đồng chí quê ở đâu dạ cháu người quốc oai ạ à gái quê lụa hở. Đại tướng cười đôn hậu. Dạ. Đồng chí nhập ngũ năm nào? Báo cáo. Cháu nhập ngũ năm 72, ở tiểu đoàn nữ binh trưng chắc vào đấy ạ. À? Đồng chí lên Trường Sơn đúng vào lúc Tổng thống Mỹ muốn làm nhụt tinh thần của nhàn dân ta bằng B-52 đấy. Đại tướng chiều mến nhìn gương mặt trẻ măng, đồng chí đã dự mấy trận chiến đấu rồi cô chiến sĩ bớt e ngại, mạnh dạn kể những trận chiến giấu chống máy bay Mỹ đánh phá đỉnh đèo này. Nhưng cô chỉ kể chuyện về chị tổ trưởng Trần Thị Loan có sáng kiến tháo thuốc quả bom nổ chậm để làm bộc phá, cách cắt bom từ tính. Và cô bạn thông tin Nguyễn Thị Thịnh có sáng kiến về cách kiểm tra bom rơi ban đêm. Đồng chí tiểu đoàn trưởng công binh đã gan dạ dẫn xe vượt bom từ trường. Đồng chí trung đoàn trưởng đứng lên khẽ nhắc sao không báo cáo với đại tướng sáng kiến của cô hạ gỗ lát kín hố bom, cho tiểu đoàn xe vượt hết, rồi mới chữa đường. Mặt cô chiến sĩ thắm lại, cúi đầu nói lý nhí. Chuyện, có gì mà kể ạ? À? Còn chuyện cô liều lái chiếc xe đồng chí bị thương qua đèo nữa. Cái nóng ở đâu như ập vào người cô công binh, nước ướt đầm lưng áo, Tổng tư lệnh chiều Mến nhìn người chiến sĩ gái đang cuống quýt vì chỉ huy nhắc đến chiến công của mình. Ông dịu dàng động viên. Khiêm tốn đáng quý lắm, nhưng nói rõ để rút kinh nghiệm cho người khác cùng làm lại càng quý đấy. Báo cáo rõ ạ. À. Trên đỉnh đèo lộng gió, tổng tư lệnh nhìn theo hướng tay của sư trưởng Nguyễn Đàm giới thiệu địa hình khu trọng điểm liên hoàn. Phù La nhích ta lê cua chữ A, dưới chân đèo phía đông dòng sông uốn khúc ôm lấy sườn đá trơ trụi. Mặt sông tựa một nét màu xanh sẫm, phía thượng lưu thác đổ trắng xóa, khiến dòng sông như bị đứt thành nhiều đoạn. Con đường 20A từ đỉnh Phu La nhích Quần quèo lượn theo bình độ bỏ xuống, hơi chất hướng đông bắc, men hèm núi kín, băng qua tràn đá ngầm vượt sông, rồi lại ngoi lên uốn theo những cua gấp khúc. Bộ đội, thanh niên sung phong gọi nó là cua A mẹ, cua A con, bên kia trọng điểm là tổng kho phía trước của binh trạm 14. sư trưởng nguyễn đàm ngồi xe đầu dẫn đoàn theo trục đường giới thiệu đã đi vào cái túi bom thuộc địa. nước sông ta lê giữa tháng 3 chưa cao mặt ngầm phẳng rộng hàng lộ tiêu sừng sững dọc hai mép lái xe yên tâm giữ đều tốc độ nước tóe vọt loa loá lên khỏi ngầm đoàn xe chạy một mạch qua cua chữ a đại tướng bảo dừng lại thăm anh em chỉ một loáng cả đơn vị đã bao quanh vị tổng chỉ huy của mình, tiếng chào mừng òa lên rộn rừng. Đại tướng đưa hai tay quá đầu vẫy chào, cười nói: "Tôi đến thăm các đồng chí và muốn nghe một kỷ niệm chiến đấu sâu sắc nhất của đơn vị. Được không?" "Được ạ." À. Tiếng đáp đồng loạt vang núi. "Đỗ Hải, trung đội trưởng công binh 7 năm liền trụ bám trọng điểm được anh em đồng thanh tiến cử kể chuyện." hôm đó ba tốp máy bay địch từ hướng đông vọt lên nối tiếp nhau phóng bom kết thành vệt dài từ cua chữ a đến ta lê địch đánh mái đã quen địa hình này nên xác suất chúng đường khá cao lực lượng công binh đã có kinh nghiệm chống phá hoại khẩn cấp mọi vật liệu thiết yếu chuẩn bị sẵn đá hộc gỗ tròn ván lát kê dồn dập chuyển đến các tổ ứng dụng biện pháp cạp hố bom lót ván cho xe vượt xong rồi sau sẽ san lấp. Chỉ 20 phút thông đường. Tiểu đoàn 781 nhanh chóng qua cua chữa A, đang vượt ngầm ta lê, bỗng có báo động khẩn cấp, kẻ địch đánh trận tiếp theo sớm một giờ, trái quy luật thường ngày. Giữa trọng điểm xe không thể lùi lại, cũng không có chỗ tạt ngang trú ẩn. Binh chạm ra lệnh tất cả các loại pháo, súng máy trên đỉnh núi phải chặn địch từ xa đánh hất địch lên cao bầu trời thoát đỏ rực phủ kín đoạn đường dòng sông công binh vẫn bám trọng điểm xe tiếp tục vượt đột nhiên một chớp sáng ngợp mắt bùng lên giữa sông không nghe tiếng nổ một xe tải biến mất một xe lật úp bên ngầm đoàn xe khựng lại đội công binh bảo đảm ngầm hối hả băng xuống hai xe ben chở gỗ đá trực sẵn chân dốc lùi nhanh tới chỗ bị phá. Mất hơn 10 phút cạp hố bom, nắn xong đoạn tránh, đặt lộ tiêu. Hiệu lệnh thông đường, đoàn xe khởi động máy vượt tiếp. Lái 781 nổi tiếng gan dạ, vậy mà lần ấy, họ vừa chớm đoạn mới chống phá hoại, các tay lái ký cựu bỗng ngập ngừng. Họ không tin đội bảo đảm ư. Vâng, tôi nổi cáu, bị bõm lội tới đầu xe. Thì ra, anh em ngần ngại vì hai mép ngầm trước mặt không phải những cọc tiêu lân tinh nữa, mà là hàng cọc tiêu sống, những cô gái khoác dù trắng. Trên đầu tiếng phản lực vẫn ràn rạt, hàng ngàn tia lửa đạn loang loáng bao quanh. Các chiến sĩ lộ tiêu vẫn đứng chơ giữa dòng nước. Mấy cô bị đá văng trúng, lảo đảo, nghiến răng nắm chặt tay nhau giữ thăng bằng. Đại tướng, tổng tư lệnh chăm chủ lắng nghe. Đôi mắt ông thoát mở to, thoát khép lại, dường như bị cuốn hút vào cuộc chiến vô cùng dũng cảm của đội quân tường đồng vách sắt đáng kính phục. Ông quá hiểu trong mọi trận chiến đấu, người ta đều tự vệ bằng cách đánh trả, sự che khuất, hoặc bằng di động. Còn ở đây, những con người ấy cứ nguyên tại chỗ để sửa đường, làm cọc tiêu. Anh cán bộ này đã hai ngàn ngày đẫm mình trong đạn bom trọng điểm ấy, Đỗ Hải kể xong, đại tướng choàng tay ôm lấy anh, rồi bắt tay từng người, xúc động nói. Tôi rất cảm ơn các dũng sĩ Trường Sơn, những người con ưu tú của dân tộc góp phần làm nên thắng lợi rực rỡ kỳ diệu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại này. Đêm đó, Tổng tư lệnh nghỉ lại bên nậm ta lê giữa đảo quân Trung Dũng, ngay cửa ngõ đường Hồ Chí Minh, đại tướng muốn chia sẻ với các chiến binh nơi tuyến lửa niềm vui bước đầu thắng Mỹ trên chặng đường dài lịch sử. Bộ đội, thanh niên sung phong, cửa khẩu 20 quyết thắng hồ hởi đón nhận vinh dự lớn này, nhưng chỉ hiềm nỗi nghèo vật chất quá. Gấp gáp quá, chỉ kịp dọn dẹp trang trí lại mấy ngôi nhà âm của sở chỉ huy binh trạm 14 để đón đại tướng và bộ tư lệnh 559. Sau bữa cơm chiều, Tổng tư lệnh vui vẻ tọa đàm với cán bộ. Tôi chọn được chỗ ngồi khá thuận lợi dễ nghe, dễ thấy. Qua cách diễn đạt thoải mái theo một logic chặt chẽ, Tổng tư lệnh cho thấy. Ta thắng hiệp đầu trong chiến tranh chống Mỹ, nhưng cũng khá dài. 18 năm 7 tháng rồi còn gì? Trong lịch sử chiến tranh, đây là lần đầu dân tộc ta đối chọi với tên xâm lược khổng lồ có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến bậc nhất thế giới có tư duy chiến lược sắc sảo hiểm độc vượt xa các đế quốc đương thời. Mỹ đổ vào cuộc chiến tranh Việt Nam, theo số liệu họ công bố chưa đầy đủ đã tốn gần ngàn tỷ đô la, 19% tổng lực lượng quân sự, 5 triệu rưỡi lao động chính quốc phục vụ hậu cần chiến tranh. Riêng với việc ngăn chặn đường mòn, Mỹ đã huy động trí tuệ hầu hết các nhà khoa học kỹ thuật nổi tiếng để sáng chế các chương trình chiến tranh điện tử chiến tranh trụi lá rừng thực chất là chiến tranh hóa học, chiến tranh địa vật lý. Phải dốc sức thế, vì Mỹ ý thức rõ đường mòn Hồ Chí Minh là động mạch chủ yếu của cơ thể Việt Nam và cũng là chiếc thòng lọng siết lấy cổ họng người khổng lồ. Cuộc chiến tranh chinh phục Việt Nam nằm trong chương trình công cộng ở châu Á. Chủ tâm của giới cầm quyền Mỹ là không thể bỏ chỗ đứng ở Việt Nam, nhưng rồi Mỹ vẫn phải ký Hiệp định Paris. Xong, chúng ta cần hiểu đúng thực chất khả năng của Mỹ không phải nó đã kiệt sức đâu nó còn cố gắng được nữa tuy vậy vẫn phải rút khỏi miền nam việt nam vì những chuyện nhức đầu đang nổ ra ngay trong nước mỹ trong quân đội và sự chống đối ngay giữa nội bộ những người có thế lực chi phối rất lớn về phía ta tuy thắng nhưng ta cũng còn nhiều chỗ yếu kém nhất là đôi lúc còn khá chủ quan nên tổn thất không nhỏ cũng hạn chế thành quả tôi bị hút bởi cách phân tích thắng lợi và nguyên nhân rất thanh thoát ông không dùng những danh từ to tát có ý phô trương nhằm gây ấn tượng và cũng không quên những yếu tố từ phía địch tạo thuận lợi đặc biệt quan trọng cho ta chiến thắng trong cách so sánh lực lượng không một lúc nào ông tỏ ra coi thường sức mạnh của đối phương không cường điệu khả năng ta và rất tỉnh táo tự thấy mình sức thuyết phục của ông là ở chỗ đó tôi liếc nhìn những khuôn mặt đang ngửa lên im phắc tổng tư lệnh chậm ngâm một chút rồi nói tiếp Bác Hồ vĩ đại vô cùng kính yêu không còn nữa, nhưng bác đã để lại lời tiên tri về những chặng đường tiến tới toàn thắng. Hôm nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã làm đúng lời dạy của bác ông hơi ngẩng cao đầu, giọng sảng khoái. Chúng ta là những học trò của Hồ Chủ tịch, những người con trung thành của Tổ quốc hết sức tin tưởng thắng lợi rực rỡ ở chặng đường tiếp theo. Để đạt tới đỉnh cao đó, chúng ta hãy dũng cảm hơn, mưu trí sáng tạo hơn thay mặt Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, tôi chúc tất cả cán bộ chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn mạnh khỏe, quyết tâm cao. Chúc Đại tướng khỏe. Tiếng đáp đồng thanh bật lên. Những tràng pháo rộn rã kéo dài. Tổng tư lệnh cười rất tươi, giơ hai tay vẫy vẫy. Chúng ta chỉ nói chuyện thân mật với nhau, sao cứ như mét tinh thế. Tôi muốn nói thêm một điều khá quan trọng trực tiếp với các đồng chí tuy mới thắng mỹ hiệp đầu cũng đủ cho ta kết luận vai trò con đường chiến lược trường sơn đó là một trong những thành công kiệt xuất của đường lối chiến tranh của đảng ta là kinh nghiệm quý báu làm phong phú thêm khoa học nghệ thuật quân sự của nước ta bộ đội trường sơn đã bằng xương máu mồ hôi lao động của mình để minh chứng hùng hồn chủ trương vô cùng chính xác của đảng và bác hồ rồi đây các đồng chí phải tổng kết đầy đủ sâu sắc các mặt hoạt động trên tuyến chiến lược này tiếng hô bật lên rộn ràng. Báo cáo đại tướng, rõ. Ông nở nụ cười hiền hậu phát họa tương lai của con đường Hồ Chí Minh rồi đây không dừng ở mức rộ hiện nay. Sẽ mở rộng giải đá để xe có thể đi được hai chiều không giảm tốc độ, đi được cả những tháng đầu mùa mưa để tăng thời gian vận chuyển chi viện. Dọc đường sẽ xây dựng thành những điểm cư dân góp phần bảo đảm sự vững chắc cho địa bàn chiến lược tổ chức lực lượng của bộ đội Trường Sơn cũng sẽ phải đổi mới, sẵn sàng thích hợp quy mô tác chiến lớn hơn trong sự nghiệp giải phóng sắp tới gần rồi. Tôi cảm thấy ngợp trước những lời đánh giá và phương hướng mới của tuyến chi viện. Trong con mắt Tổng tư lệnh, cũng việc làm đó, thông qua đó mà tiền đồ con đường Hồ Chí Minh bỗng trở nên kỳ vĩ vô chừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.